đầu tiên cho bên siêu thị Hồng Thắng có lời chào cùng anh em trên cộng đồng mạng ha. Nay bên Hồng Thắng vừa rồi một combo máy văn ma 4T, anh em xin quay chia sẻ anh em ha. Rồi mình vô xem chi tiết ha. Đây là cái combo đầu văn ma 4T 86 nha nè. Được bên siêu thị Hồng Thắng lắp đặt cho hoàn thành, chuẩn bị hạ thủy giao cho khách ở khu vực Cà Mau nha. Đây, mình quay đồ nét sơ sơ cho anh em xem mà mình vô từng chi tiết cho anh em để có nhu cầu thì xài mua hàng này nha. Rồi giờ mình vô chi tiết cho anh em xem ha. Máy thì được lắp đặt đầy đủ nha anh em, gọi là combo là đầy đủ nha anh em, chỉ bỏ tiền là sở hữu, không cần phải mua gì hết, bình thường sửa tiền thắng lắp đặt hết. Máy móc thì bán ghép bao anh em, đồ ít tăng đa, máy nghe đĩa, máy chữa bung chữa gã này. Mình cẩu ra mình chuẩn bị hồi khách đem chiếc giỏ về rồi mình bỏ xuống nha. Cái này là mình quay chia sẻ ha. Anh em nào cần xài dòng này thì cần xài liên hệ ha. Rồi bây giờ mình xin vô chi tiết cái bộ combo dòng cầu này ha. Máy này bao gồm thì được bên mình lắp đặt đầy đủ trang trí toàn loại nóc nha. Đây, thứ nhất là cái cạc te. Cạc te này vừa đựng nhớt mình bao phủ lớp lầm mọi nóc ha. Đây. Song song đó là toàn bộ như ta, hầu như là không có gì cái phần sắt nha. Cả cái ống bù lửa, ống bù lửa là để ống ga dẫn lại nóc luôn nha. Trang trí với nóc cực kỳ, cho nên từ nên cho đó giá thành dàn cầu này nó cũng hơi cao vậy anh em bà con. Đùi là đùi đặc nha nè. Giờ mình vô chi tiết ha. Bắt nền này 8 ly ha, bản tất 8 ly. Cung này cung 34, dài 4 ly. Này lắp đặt 40, lắp đặt 40 nha em, từ cái này, cái lắp đặt là từ cái này mình tiện mình âm vô, đi dài tới đây. Trục lắp thì trục lắp 212, 149, ống nước dẫn lên nuôi cho động cơ là ống 27, 27 nha em bà con, ống 27. Và những cái cổ mà VD đang bắt cái này là bản 5, 6 ly, cái này chắc chắn nha em, cái dịch 316 luôn. Bao phủ máy này thì bao phủ toàn bộ là bị nóc lên mình em hết nha, không có gì sắt nha. Đây là cái bánh ốp bánh đà, đây kẹt đăng đạn, kẹt đăng đạn nha anh em. Cái mâm đề này ngày xưa là nó có đầu trâu, nhưng mà sau này mình cải thiện lại là mình xài bằng cái mâm. Đây, đây là ốp 22, bao gồm hai bộ bình nước, một bộ bình nước là đường nước ga dẫn đến tay cầm lên ga máy. Đây là đây, đây bình nước vô, nước vô thì mình chia sẻ anh em ha. Mình đi hai đường, nước đi lên đây và vô đường này và cũng vô đường này, nhưng mà cái đường này thì mình hạn chế làm lỗ bự nha. Cái đường này thì mình pha cái lỗ rất là nhỏ, nhưng cái ống là dẫn 27 để cho nó cũng thông qua, nhưng cái lượng ít thôi. Này gọi là đường nước phủ. Và cái bô vĩnh tắc là đây. Song song đó thì mình cũng có gắn một cái đồng hồ độ áp sức nhất nha nè. Sức nhất này để báo hiệu được máy mình chạy nhất không còn là mình biết liền. Trên video thì mình quay nó cũng hơi mờ mờ chứ không được chính xác 100%. Để cho anh em tham khảo ha. Và anh em nào có muốn cần xài á thì anh em vui lòng vô liên hệ trực tiếp ha. Mình quay xong mình này mình chia sẻ rồi á, mình có cái số điện thoại mình để trên màn hình video á. Nhưng mà máy này thì mình cũng nói ha, máy này là anh khách có khách đặt hàng này anh em. Mình chuẩn bị giao nha. Nói chung là bên sự tiền phán làm những cái này chắc chắn lắm. Thì giá thành nó cũng cao. Nên chỉ đó là làm cho anh em xài cho nó bền lâu. Rồi, không làm mất thời gian của anh em nữa, mình xin vui lòng test máy nha. Rồi, máy chạy anh em. Đây, mình quay, mình test cái máy này luôn ha. Cho anh em xem ha. Đây. Anh em nào gần xa có thời gian liên hệ ha. Test máy quay cho anh em xem, đây gọi mình giao cho khách cho anh em. Máy này có khách đặt hàng rồi nha anh em ơi.